Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử, hôm nay khóa tu một ngày an lạc tại chùa Minh Hiệp lần thứ 95, chúng con vô cùng hân hoan được cung đón Đại Đức Giảng Sư Đạo Hiệu Thích Minh Thiền, trú trì chùa Đức Hòa, thành phố Dị An, tỉnh Bình Dương. Xin quý Phật tử chào đón Đại Đức Giảng Sư bằng một tràng pháo tay thật dài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên Đại Đức Giảng Sư, hôm nay nhân khóa tu một ngày an lạc tại chùa Minh Hiệp, duyên tùng duyên và sự tùng sự, cũng có 100 Phật tử người mù, người khiếm thị cũng về tham dự nhân cái khóa tu ngày hôm nay. Giờ này đạo tràng đã được trang nghiêm như pháp, chúng con xin được kính cung thỉnh Đại Đức Giảng Sư bắt đầu thời pháp thoại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay ngày mùng 3 tháng 7 năm Nhâm Dần,
khóa tu một ngày an lạc lần thứ 95 tại chùa Minh Hiệp, thiền có dịp về thăm đại chúng. Như vậy là hơn 2 năm mới được về thăm chùa Minh Hiệp. Lần đầu tiên đến đây thì thầy trụ trì mới được cái móng chánh điện. Lần thứ hai đến thì ngài ấy xây được một tầng. Và lần thứ ba này đến thì công trình chánh điện thật là trang nghiêm như thế này. Chúng ta hãy tán thán và hãy tiếp tục cầu nguyện cho Phật sự của thầy trụ trì ở đây được thành công mỹ mãn. A Di Đà Phật. Gặp nhau mình cười với nhau là vui rồi, đâu cần phải nói gì đúng không ạ? Trưa nắng người ta ở nhà để ngủ, trưa nắng mình đến chùa để nghe pháp. Như vậy thì ngủ sướng hơn là ngồi nghe pháp, hay là ngồi nghe pháp sướng hơn ngủ? Chưa chắc ngồi nghe pháp sướng hơn ngủ. Có những người họ sẽ nói rằng ngủ sướng hơn chứ. Ngồi đó trưa nắng mệt mỏi, bao nhiêu con người ngồi đây nóng nực gần chết, tốt mồ hôi đầm đìa. Bên cạnh có cái người bị viêm cánh nó bốc mùi nữa mà làm sao sướng hơn. Thưa đại chúng, sướng hay không sướng nó còn tùy thuộc vào cái trí tuệ của từng người nhìn nhận. Người không hiểu Phật Pháp, không có thiện cảm với Phật Pháp thì nói rằng ở nhà ngủ sướng hơn. Còn người hiểu được Phật Pháp, thấm tương trao thì thấy rõ ràng rằng đi nghe pháp sướng hơn. Ngủ không biết có sướng hay không sướng, có khỏe hay không khỏe, nhưng mà trí tuệ chắc chắn sẽ không bao giờ mở mang bằng cái người ngồi để nghe pháp. Mình thức để rồi học được những điều tốt đẹp từ lời Phật dạy, mình thức để rồi mình học được những điều tốt từ quý thầy truyền đạt. Cho nên chắc chắn ngồi đây một giờ đồng hồ sẽ giá trị hơn giấc ngủ. Và nên nhớ rằng ta có nhiều cơ hội để ngủ. 70 năm giữa cuộc đời, nếu mà quy đổi ra thì chúng ta ngủ suốt cả 30 năm rồi. Chỉ 40 năm để thức, mà 40 năm còn lại ta làm gì? 40 năm còn lại đó ta lo cho công việc, ngót ngót cũng phải hơn 20 năm. Hơn 20 năm, rồi 20 năm còn lại đó, nếu mà quy đổi ra ta lo cho gia đình hết 19 năm. Vậy thì rõ ràng một đời người cộng dồn lại ta được một năm lo cho mình, sống cho mình. Và thực sự với đại chúng, người học Phật là người phải biết sống cho mình, dành thời gian cho mình nhiều hơn. Và chúc mừng đại chúng là đại chúng thoát được cái nợ của ta bà để có thể sống cho mình. Cái nợ ân tình trả đủ, bây giờ mình phải lo cho mình thôi, không khác đi được. Nói như vậy không có nghĩa là người học Phật là chỉ lo cho mình rồi ích kỷ, là bỏ mặc mọi người. Không phải như vậy ạ. Người học Phật là người biết lo cho mình, nghĩa là người biết thương mình. Và người học Phật là người biết vẹn tròn trước sau, là người biết vun đắp cái tình cảm ngày một đông đầy hơn, là người sống với tinh thần của nghĩa vụ và trách nhiệm nhiều hơn. Chứ không phải nói lo cho mình là thờ ơ trước tất cả. Thưa đại chúng, đó là mấy đời để chúng ta tâm tình với nhau. Quy đổi lại là để tán thán cái tâm lành của đại chúng đã dành thời gian về để tham dự khóa tu và dành thời gian để chúng ta nghe pháp, cũng như là đại chúng, những người có cái của, có tịnh tài để dâng tặng cho những người có hoàn cảnh thua thiệt hơn mình, và chúng ta đang có mặt cho nhau ở đây. Đó là quà tặng. Mà quà tặng này chúng ta đón nhận được từ đâu? Đón nhận được từ trái tim của chính mình. Và trái tim này nó được ánh sáng của Phật soi, nên chúng ta mới có thể làm được điều đó. Vì vậy mà hôm nay ngồi ở đây, Minh Thiền sẽ chia sẻ với đại chúng, đó là một bữa ăn ý nghĩa nhất trong đời.
Lúc nãy mình đến đây mình định nói về đề tài là cái tháng cô hồn ấy chứ. Bởi vì người ta cứ đồn với nhau rằng tháng 7 là tháng mà ở dưới quỷ môn quan, đó là mở cửa đầu trâu mặt ngựa và các vị ở dưới đó được thảnh thơi, được nghỉ giải lao trong một tháng để cho cô hồn ngạ quỷ gì đó nó được đi lên trần đời này tha hồ mà tìm kiếm món ăn, được về nhà thăm người thân. Rồi cũng từ chỗ đó mà rất nhiều người họ hoang mang lo sợ, họ cho là cái tháng 7 này là xui xẻo, tháng 7 là tháng không tốt, tháng 7 là tháng tối tăm, và họ đặt cho cái tên tháng 7 là tháng cô hồn. Mình định vạch trần cái chuyện này là đúng sai, là có thực hay không, nhưng thôi xin khứ nó lại, khi khác sẽ nói đề tài này. Bây giờ mình nói với nhau về một bữa ăn ý nghĩa. Bởi vì khi đến đây, thầy trụ trì có nói có 100 bà con cô bác bị khiếm thị ngồi để nghe thầy giảng, thầy coi chọn cái đề tài nào cho phù hợp, thì mình nghĩ ngay đến một bữa ăn của một nhà sư. Vì bữa ăn của một nhà sư này nó có thể cho chúng ta một bài học, cho chúng ta bài học. Và bài học đầu tiên đó Minh Thiền nói với đại chúng luôn, đó là khi người khác đói ta cho họ ăn, khi người khác mà họ khát nước ta cho họ uống, khi người khác mà lạnh ta cho họ áo. Nghĩa là ta đã cho Đức Phật những điều đó. Và minh chứng cho câu nói này, mời nhau đi vào câu chuyện. Có một nhà sư, ngài thường xuyên đi về những nơi vùng quê hẻo lánh để thuyết giảng Phật Pháp. Bởi vì ngài thương những người dân nghèo khổ, không có điều kiện để tiếp cận với Phật Pháp. Vì cơm áo gạo tiền, cho nên thời gian để họ đến chùa để họ tu học rất là ít. Vì vậy mà ngài phát nguyện đi về những vùng quê, nơi nào có 5-3 người mà cần nghe Pháp, ngài sẽ hết lòng để mà giảng dạy. Và rồi từ đó tiếng lành đồn xa, tên tuổi của ngài được mọi người biết đến, mọi người quý kính ngài không phải chỉ ở cái hạnh đi rao giảng chánh pháp, mà quý kính ngài qua đức hạnh, qua trí tuệ nữa. Cho nên ai cũng quý, ai cũng thương ngài. Và rồi Phật tử ở nhiều vùng quê đó rất là quý mến ngài. Mỗi khi ngài xuất hiện nơi đâu thì những lần đầu tiên chỉ là một người, hai người, đôi ba người, nhưng sau đó mỗi lần ngài xuất hiện thì có hàng trăm, hàng ngàn người cấu hội để nghe ngài thuyết pháp. Ngày hôm đó ngài đến vùng quê xa lạ, lúc đầu ngài tiếp chuyện chỉ một vài người Phật tử mà thôi, rồi ngài rao giảng và ngài ở lại đó. Thế là người ta đồn đại, người ta rủ nhau rằng ngày mai chúng ta hãy đến cổng làng, có một nhà sư về đây thuyết giảng Phật Pháp hay lắm, chúng ta hãy đến để lắng nghe, để học được những điều tuyệt vời từ nơi Đức Phật. Thế là dân làng người ta tập trung về cổng làng vào ngày hôm sau để nghe nhà sư thuyết pháp. Sau buổi thuyết pháp thì mọi người đều tán thán với tài đức của ngài, bởi vì những lời ngài nói đi sâu vào trái tim, những lời ngài nói trở thành những phương pháp thực tập cho người ta, để người ta chiến thắng được nỗi khổ niềm đau, cho mình có được sự an lạc và hạnh phúc. Trong đó có một anh Phật tử nhà rất là nghèo, có thể xem là người nghèo nhất trong xóm, nhưng tinh thần học Phật thì không thua ai cả. Sau buổi thuyết pháp, chờ mọi người đến thăm hỏi và cảm ơn nhà sư xong, thì anh là người sau cùng đến trước nhà sư và nói: Dạ bạch ngài, con quý kính đức hạnh của ngài, và hôm nay con đã ngồi đây để lắng nghe trọn vẹn những lời ngài chỉ dạy. Thưa ngài, con muốn được tạo duyên phước. Trong quá khứ con không có nhiều phước lành, cho nên kiếp này con sanh ra làm người, sanh ra trong một gia đình, một điều kiện rất là khó khăn, và cho đến ngày hôm nay con vẫn còn rất khó khăn. Qua lời dạy của ngài, con ý thức được là do trong quá khứ con chưa từng tạo phước cúng dường, nên hôm nay con muốn thỉnh ngài, ngài thương con, ngài nhận lời vào ngày mai ngài đến nhà con. Rồi anh ta nói cái địa chỉ, cái địa điểm nhà của mình cho nhà sư nghe.
đến nhà con xin được cúng dường Ngài một bữa ăn, mong Ngài hãy hoan hỷ nhận lời. Nhà sư nhìn chàng thanh niên, nhà sư mỉm cười và gật đầu nhận lời. Được, con hãy về chuẩn bị, ngày mai ta sẽ đến thọ trai ở nhà con. Nghe sư nói thì anh vui mừng khôn xiết, vì anh nghĩ rằng nhà sư với bao nhiêu là Phật sự, Ngài phải bận tâm lắm cho chuyện giảng dạy nơi này nơi khác. Nhưng Ngài hứa Ngài nhận lời. Vì vậy chiều hôm đó anh đi vào thăm những người bà con thân thuộc và những người có chút cổ chút tiền. Anh mượn mọi người một ít, anh sắm sửa thức ăn, anh mua vải, anh mua nước, anh chuẩn bị một số nhu yếu phẩm, những thứ cần thiết nhất cho việc cúng dường ngày mai. Anh thưa, muốn cúng dường nhưng không có tiền, đành phải đi mượn nợ. Nên mai mốt mà có ai đi mượn tiền mình đó, nói là cô ơi, chị ơi, anh ơi, cho tôi mượn 500 triệu đi, đi cúng chùa thì nhớ cho người ta mượn. Nhưng chắc chắn là nó đi cúng chùa mới cho mượn, nó đi nhậu là tuyệt đối không nha. Thế là được mọi người thương vì tính tình cũng hiền lành. Vì vậy anh mượn được số tiền như mình mong muốn và bắt đầu anh sắm sửa những vật phẩm cần thiết. Nào là nước uống, nào là thức ăn, nào là quần áo y phục để dâng lên cho nhà sư ngày mai. Đêm đó mừng quá anh không ngủ được, anh cứ trông cho trời sáng, trông cho trời sáng rồi anh cứ lại đi ra đi vào thấp thỏm để lo, lo chuyện này lo chuyện khác. Anh lăn vào bếp để nấu những món mà mình cần phải nấu, dọn lên chờ ở đó, đợi giây phút thiêng liêng là nhà sư đến để gõ cửa. Anh ngồi ở nhà để đợi nhà sư thì thưa đại chúng, tiếng gõ cửa cọp 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 vang lên. Anh mừng quá, sư đã đến rồi. Anh bước ra ngoài, anh mở cửa cổng, anh thấy không phải là một nhà sư, anh thấy đó là một bà lão già nua. Một bà lão đứng trước mặt anh và bà lão đó nói rằng: cậu ơi, tôi đói quá, nhiều ngày rồi không có gì bỏ bụng, cậu có thể cho tôi chút gì đó để ăn không? Anh ta thấy bà lão trước mặt thân hình già nua tiều tị, anh thương quá, anh nắm tay bà lão và nói rằng: con mời bà vào. Căn nhà thì nhỏ hẹp, chẳng có chỗ nào để ngồi, duy chỉ có một chiếc ghế anh ta sắm sửa để giữa nhà, để nhà sư ngồi. Bây giờ không thể để bà lão ngồi dưới đất, anh mời bà lão ngồi vào chiếc ghế mà anh chuẩn bị cho nhà sư. Thức ăn anh chuẩn bị cho nhà sư, anh xớt phần đó đem lên cho bà lão dùng. Bà lão dùng xong thì bà lão mỉm cười nhìn anh, ánh mắt biết ơn và nói rằng: cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà lão có được một bữa ăn no bụng như thế này, biết ơn cậu rất là nhiều. Nói thế thì bà lão từ tạ anh ra đi. Anh quay trở vào, dọn cái chén đôi đũa của bà lão xuống thì chuẩn bị mọi thứ vừa tươm tất trở lại, lại nghe tiếng gõ cửa. Anh vội vàng đi ra mở cửa, lại không phải là nhà sư. Và lúc bấy giờ là một chàng thanh niên đi qua đường. Chàng thanh niên nói rằng: tôi là khách phương xa đến đây, trong hành trang của tôi bây giờ không còn giọt nước nào cả, tôi đã khát nước từ sáng đến giờ, anh có thể cho tôi chút nước uống được không? Anh đi vào bên trong, rồi anh mời chàng thanh niên đó vào nhà, cũng lại ngồi vào chiếc ghế ấy. Anh ta đem những phần nước mà mình chuẩn bị cho nhà sư để cho người thanh niên kia dùng. Người thanh niên dùng xong thì người thanh niên cảm ơn rồi tự tạ ra đi. Người thanh niên vừa đi chẳng bao lâu tiếng gõ cửa cọp cọp lại vang lên. Anh ta nói chắc chắn kỳ này là sư chứ không ai nữa khác. Anh mở cửa đi ra thấy một cậu bé độ chừng 10 tuổi đứng đó và nói rằng: chú ơi, quần áo của con rách hết rồi, chú có thể cho con bộ đồ nào được không? Chú có thể cho con cái gì đó để che thân không? Anh mời cậu bé vào nhà và thấy là những cái phần quần áo mà anh chuẩn bị, y phục anh chuẩn bị dâng cúng cho nhà sư, anh cho tất đứa nhỏ, cho hết luôn đứa nhỏ. Rồi
Đứa nhỏ cảm ơn ra đi với ánh mắt rất là sáng. Anh trở vào trong nhà, anh ngồi bệt dưới đất, anh đợi nhà sư. Tới trưa, trời đứng bóng, không thấy nhà sư đến. Rồi anh ngồi đó chờ đợi đến chiều, tiếng gõ cửa vẫn không vang lên. Chờ đến tối, tiếng gõ cửa cũng không vang lên. Anh thu dọn hết mọi thứ và anh nghĩ rằng mình biết chắc là sư sẽ không đến, bởi vì Ngài rất nhiều việc để làm. Ngài phải đi đó đây để giảng chánh pháp, nên thỉnh Ngài không chắc gì Ngài đến với mình đâu. Nhưng mà Ngài nhận lời, đó cũng là niềm vui của mình rồi. Anh nghĩ như vậy, thu dọn mọi thứ, bắt đầu anh lên giường ngủ. Khi vừa chợp mắt thì đi vào trong giấc mơ, anh thấy nhà sư đi đến nhà anh. Anh ra đón tiếp nhà sư, anh mỉm cười, anh quỳ xuống và anh nói rằng: con mừng quá, con thật hoan hỷ vì sư đã đến. Nhà sư nhìn anh và nói: con à, hôm nay ta đến nhà con đến 3 lần lận đấy, chứ không phải chỉ 1 lần đâu. Lần thứ nhất ta đến nhà con với hình dáng của một bà lão già nua và con đã dâng cho ta một bữa ăn. Lần thứ hai ta đến bằng hình dáng của một chàng thanh niên để xin con chút nước để uống. Lần thứ ba ta đến bằng hình dáng của một cậu bé để xin con y phục áo quần. Và con đã đón tiếp ta một cách nồng hậu, con đã cho tất cả những gì ta muốn. Và con à, con đã cho ta khi ta đói, con cho ta thức ăn. Khi ta khát, con cho ta nước uống. Khi ta lạnh, con cho ta quần áo mặc. Nghĩa là con đã dâng cúng một bữa ăn rất tuyệt vời. Và với ta, đây là một bữa thọ trai ý nghĩa nhất trong cuộc đời của ta. Và con là người đại thí chủ của ta. Ta xin cảm ơn con. Thực tế thì nhà sư có đến hay không? Có không? Có hả? Có là nhờ nói trong mơ đó. Nhờ nói trong mơ ta đến. Chúng ta đi vào thực tế để nói với nhau đôi điều. Ví dụ tháng 7, Phật tử sẽ dành một khoản tiền nào đó để đi cúng dường trai tăng, cúng dường lễ Vu Lan, hoặc là đi cúng dường trường hạ. Chúng ta dành được một khoản tiền là 1 triệu. 5 ngày nữa tôi sẽ đem tiền này đi cúng dường trường hạ, đi cúng dường trai tăng, đi cúng dường Vu Lan. Nhưng chưa đến 5 ngày, mới 1-2 ngày sau, bố mẹ mình bệnh. Bố mẹ mình nói: hôm nay bố đi khám cần 300 ngàn, con cho bố 300 được không? Lúc đó ta có cho không? Không được, cái tiền này con dành dụm để con đi cúng dường mà bây giờ rồi cho bố rồi đâu có đủ số mà con cúng dường. Cho không? Cho. Nghe câu chuyện rồi mới cho, chứ còn chưa nghe câu chuyện cũng chưa chắc có cho hay không mà. Rồi có một người ăn mày ăn xin đến gõ cửa: cô ơi, cậu ơi, tôi đói quá, tôi khổ quá, tôi đường xa, tôi lạc đường, tôi không còn gì hết, cô cậu giúp đỡ tôi một ít được không? Mình có dám trích cái đó ra để cho người ta 50, 100, 200, 300 không? Có, phải cho. Nhiều việc như thế nữa, thưa đại chúng. Khi ta đói hay là khi người đói, con cho ta hoặc cho người thức ăn. Khi ta lạnh hoặc khi người lạnh, con cho ta và cho người áo quần y phục. Khi ta khát hoặc là khi người khát,
con cho ta hoặc cho người nước, nghĩa là con đang cho Phật, nghĩa là con đang cho Phật. Đừng nghĩ rằng đem phẩm vật kia dâng cúng lên Đức Phật thì đó là một cách dâng cúng trọn vẹn cho Đức Phật. Phải có phẩm vật dâng lên thì Phật mới thọ nhận, thưa không? Khi ta kính quý Phật thì chúng ta phải biết thương mọi người để chúng làm ơn nhớ giùm minh thiền. Khi ta kính Phật thì phải biết thương người. Nếu kính Phật mà thiếu tình dành cho người, đó chưa phải là sự kính Phật. Chúng ta phải nói rõ với nhau rằng khi biết thương mọi người thì đó mới là lòng cung kính thật sự dành cho Đức Phật. Không phải đến đó rồi quỳ, rồi bái, rồi lại, rồi dâng chút trái cây, dâng nải chuối, dâng cái bánh, đó là kính Phật đâu. Chỉ là hình thức mà thôi. Điều Phật muốn ở nơi ta, con hãy đem tình thương, con hãy đem lòng từ bi, con hãy đem ánh sáng trí tuệ, sự hiểu biết của con trong Phật Pháp dành tặng cho mọi người, để giúp người bớt khổ, để ban cho người niềm vui. Đó mới chính là tình thương và sự cung kính con dành cho ta. Đại chúng, nhà sư nói ta đã có một bữa ăn rất trọn vẹn, mặc dù nhà sư chưa đến đó để ăn, nhưng hình ảnh của chàng thanh niên kia dành mọi tâm tình tốt đẹp, nó được thể hiện, được cụ thể hóa bằng tình thương, bằng cách ân cần niềm nở để đón tiếp. Nào là bà cụ, nào là chàng thanh niên, nào là em bé nhỏ, bằng cả cái tâm tình của mình, bằng cả sự đạo đức của người học Phật. Và chính như thế anh ta không phải chỉ đón tiếp một nhà sư, mà anh ta đã mời, anh ta đã thỉnh được Đức Phật vào trong nhà, anh ta đã mời được mười phương chư tăng vào trong nhà để thiết lễ cúng dường. Và đó là một bữa cúng dường tròn đầy phúc báo và công đức nhất. Vậy thì thưa với đại chúng, không phải dâng nhiều phẩm vật mà chúng ta đối xử, đối đãi với người ra làm sao mới là vấn đề để chúng ta bàn luận với nhau. Cách sống, thưa đại chúng, vẫn là cách sống. Hình thức nghi lễ của tôn giáo cần, nhưng nó phải được hiểu theo một cái nghĩa rộng hơn. Những nghi lễ và sự thành kính dành cho Đức Phật, đó là điều cần thiết, bởi ta là đệ tử của Phật. Nhưng phải hiểu rằng học Phật là để thương người, học Phật là để tìm cách chung sống có bình an, có hạnh phúc với con người. Học Phật là để tìm mọi cách hóa giải những nỗi khổ niềm đau, những hiềm khích và thù hận giữa mình với người. Đó mới chính là chân thật học Phật. Vậy thì ngay từ lúc ban đầu ta đến chùa học Phật, cần có một vị sư, cần có một vị thầy để hướng dẫn, để nhắc nhở ta. Để làm gì? Để làm gì? Để ta biết sống với lời Phật, ta biết đem lời Phật về ở trong trái tim này, ta biết để lời Phật ở trong khối óc này, để mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta, ta không làm cho người khác phải buồn lòng, ta không làm cho người khác phải đau khổ. Trái lại, mỗi lời nói, mỗi hành động của chúng ta đều đem lại nguồn an vui cho người khác. Vậy thì được thầy hướng dẫn, được học Phật để thấy điều gì? Thấy được Pháp và sống với Pháp, nghĩa là sống với trí tuệ và tình thương. Tình thương. Cho nên Minh Thiền hay nói, học Phật là một cách hưởng thụ cao tột nhất trong tất cả mọi cách hưởng thụ. Và cách hưởng thụ này làm thăng hoa đời sống tinh thần của chúng ta. Vì chính cách hưởng thụ này đưa chúng ta từ nhân cách, từ vị trí của một con người để trở thành một vị Phật
một vị Bồ Tát, một vị thiên thần. Cho nên học Phật là cách hưởng thụ rất tuyệt vời. Thưa với đại chúng, rồi chúng ta sẽ phải dành nhiều tình thương cho mọi người, chứ không phải chỉ dành tình thương và lòng cung kính cho Đức Phật. Phải dành tình thương cho mọi người. Vì sao vậy? Vì Phật không có buồn giận ghét thương, Phật không có bị nghiệp chi phối, Phật không có bị luân hồi sanh tử, Phật không có bị đau khổ, Phật không còn những cảm xúc thường tình mà chính con người của chúng ta còn buồn giận ghét thương, con người của chúng ta còn nghiệp lực chi phối, con người chúng ta mới có khổ và có vui. Chính vì vậy ta cần sống và cần đến với con người hơn là cần sống và cần đến với Đức Phật. Và đây cũng là điều Đức Phật muốn chúng ta làm thế. Đại chúng đã từng tìm hiểu thì đại chúng thấy Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rất ân cần. Này các thầy tỳ kheo, các thầy hãy mỗi người đi về mỗi hướng và hãy đem sự tu tập mà có được trong công phu của quý thầy để dạy lại cho những người có duyên. Để làm gì? Để người ta có được ánh sáng trí tuệ, để người ta không còn đau khổ. Vậy rõ ràng Đức Phật là người sai chúng ta, những người đệ tử của Ngài, những người nhân danh là con của Ngài, phải đi về mọi hướng. Và đi không phải đi với buồn giận ghét thương, đi không phải chỉ mang hành trang là một cái ba lô với những bộ áo quần hay chút son phấn hay là tiền hay là vàng, mà hãy đi với tình thương, đi với sự hiểu biết. Hãy đem tình thương và sự hiểu biết đó làm hành trang và làm quà tặng để tặng cho mọi người. Vì sao? Chúng ta là người có được cách thực hành, có được phương pháp để mình nhìn nhận và chiến thắng được nỗi khổ. Những người ngoài kia không có cơ hội học Phật, họ không có phương pháp, họ không có cách thực hành, họ không có cơ hội để chiến thắng được nỗi khổ niềm đau. Vậy thì chúng ta là người có con đường, chúng ta hãy chỉ bảo họ để họ cũng cùng với chúng ta bước đi trên con đường của Phật Pháp. Và con đường đó là con đường của an lạc, hạnh phúc trong từng bước chân chúng ta đi. Đó là cái nói xa, cái nói là đem tiếng nói chánh pháp đến mọi người. Còn nói gần lại, hãy nhìn thực tế trong cuộc sống ta lắm lúc cũng có rất nhiều những khó khăn về cơm áo gạo tiền. Và những người bằng hữu, những người huynh đệ, những người anh em là ông bà cô bác của chúng ta. Và thực tế nhất, hơn 100 mảnh đời đang ngồi đây nghèo hơn chúng ta về ánh sáng. Những người ngồi đây nghèo hơn chúng ta về đôi mắt của trần đời này. Họ là những hoàn cảnh mà chúng ta cần phải bảo bọc, chúng ta cần phải thương yêu và cần thể hiện tình thương của chúng ta đến với những người là huynh đệ, là bằng hữu, là ông bà cô bác có mặt với chúng ta ở đây. Minh Thiền giả dụ 100 hoàn cảnh đang ngồi đây không có ánh sáng của đôi mắt thì thua thiệt rất nhiều, thua thiệt rất nhiều. Rồi mình có ánh sáng của đôi mắt mà chuyện cơm áo gạo tiền lắm lúc còn lận đận, đôi khi đi làm còn bị thất nghiệp nữa chứ. Đi làm có khi lương đủ ăn, có khi lương cũng không đủ ăn. Đó là nói một người đầy đủ thân thể như chúng ta, vẹn toàn như chúng ta mà lắm lúc còn khổ vì chén cơm manh áo. Huống chi những ông bà cô bác ngồi đây không có ánh sáng của đôi mắt thì cái chuyện đó vất vả và khó khăn hơn chúng ta gấp trăm ngàn lần. Và nếu như cuộc sống này tất cả chúng ta và xã hội này mọi người không ai quan tâm, bỏ mặc hết, chúng ta nghĩ
họ sẽ sống như thế nào. Tất nhiên rằng trời xanh vô xanh cỏ, ông bà cô bác ở đây sẽ tìm mọi cách để cố mà vươn lên, để tìm mọi cách để cố mà sống bằng cách này hoặc cách khác, đúng không ạ? Nhưng có chúng ta họ sẽ nhẹ nhàng hơn, có chúng ta họ có thêm niềm tin hơn, có chúng ta họ có thêm nghị lực hơn để vượt qua cái số phận gọi là không may mắn, hay nói đúng hơn là cái số phận hẩm hiu của chính mình. Vậy vai trò và trách nhiệm của những người đầy đủ lục căn như chúng ta đó chính là phải thể hiện tình thương và lòng bao dung với những người kém may mắn hơn mình, kém may mắn hơn mình. Chàng thanh niên trong câu chuyện là một hình ảnh minh chứng cho chúng ta thấy chàng ta không giàu có, đúng không ạ? Để cúng dường nhà sư một bữa ăn, anh phải đi vào trong làng, đi tới những nhà của những người quen biết. Để làm gì? Để mượn của, để mượn tiền về sắm sửa một bữa ăn. Và cuối cùng đem bữa ăn đó dâng cho ai? Dâng cúng cho Đức Phật, dâng cúng cho mười phương chư tăng, thông qua hình ảnh của một bà cụ ăn xin, thông qua hình ảnh của một chàng thanh niên đang khát nước, thông qua hình ảnh của một em bé đang bị rách rưới. Như vậy, người già, người trung niên cho đến trẻ thơ cần lắm tình thương và sự quan tâm của chúng ta. Thông qua ba hình ảnh của bà lão, của chàng thanh niên, của cậu bé kia, nhắc nhớ chúng ta điều gì? Không phải người già mới có hoàn cảnh đau khổ, không phải người lớn tuổi mới có hoàn cảnh đau khổ, mà trong cuộc sống này tất cả những thành phần, dù là trẻ, dù là trung niên, dù là lão niên, họ có những hoàn cảnh, những điều kiện không bằng ta thì cần bàn tay của chúng ta giúp đỡ. Và giờ phút này chúng ta nói với nhau sự tương quan giữa cho và nhận nó như thế nào. Nhưng mà hỏi thiệt với đại chúng đó là đại chúng đã từng đi làm từ thiện, từng tham gia từ thiện, từng đóng góp cho từ thiện, nhưng sự đóng góp đó thực lòng mình muốn đóng góp hay là mình thấy người ta làm mình bắt chước làm theo? Ai mà thực lòng thì người đó đã cúng dường được cho Đức Phật một bữa ăn rất tuyệt vời. Còn mình thấy người khác làm mình bắt chước mình làm theo, mình thấy bạn mình làm, bạn mình nói làm từ thiện có phước, giúp đỡ người ta có phước, cái mình cũng muốn có phước để làm theo, thì rõ ràng mình vì mình mà làm, chưa phải vì tình thương mà làm, cho nên chưa cúng được cho Phật, cho Tăng bữa ăn nào cả nha. Vì vậy chúng ta phải nói với nhau rằng từ ngày hôm nay những việc con làm cho những người khó khăn hơn con, dù cho họ 10 ký gạo, hay là cho họ một thùng mì, hoặc là cho họ bì thư 100 ngàn, đều phải là những bữa ăn thật thịnh soạn, dâng lên cúng dường mười phương chư Phật, mười phương chư Tăng. Đó mới là đúng cái ý nghĩa của cho. Cho vì thương mà cho, cho vì thấy họ khổ mà cho, cho vì muốn giúp người ta mà cho. Thì cái tình thương đó, cái việc làm đó nó mới đưa đến phước báo và công đức. Chứ còn tôi cho để tôi có phước, tôi cho để cho kiếp sau tôi được giàu, tôi cho để mai mốt người ta cho lại, cái đó cái phước nhỏ lắm, cái phước nhỏ lắm. Ở trong truyện Pháp Cú có kể rất nhiều những câu chuyện về thời của Đức Phật, mà có những người họ dâng cúng dường cho Phật dù chỉ là một chút ít dầu, dù chỉ là một chút ít cơm, hoặc là dù chỉ là một sấp vải thô thôi, nhưng họ đón nhận được cái phước báo rất là lớn. Và Đức Phật đã nhiều lần Ngài tuyên bố trước chư Tăng, trước bá quan, trước mọi người
đây người thí chủ này, người nghèo khó này, đây cậu thanh niên này, đây bà lão này, khi trút bỏ thân xác này sẽ được sanh về cõi trời thứ 33 làm vua trời Đế Thích. Hoặc đây cô bé này sẽ sau khi trút bỏ thân xác này sẽ được sanh về để làm thiên chúng ở cõi trời, nhờ phước báo cúng dường, nhờ phước báo nghe pháp, vân vân và vân vân. Rất và rất nhiều lần Đức Phật đã xác chứng cho điều đó. Và chúng ta là những người học, chúng ta cảm thấy đó là điều rất tuyệt vời. Vì sao vậy? Vì chúng ta có cơ hội để dự phần với những lời chúc phúc lành này của Đức Phật. Vì Đức Phật Ngài thấy được cái nhân quả của người đang đối diện, của người nghèo khó, của một người ăn mày ăn xin đang đối diện trước mặt Ngài, để Ngài nói người này chỉ cần tắt hơi ở đây thôi, họ sẽ được sanh lên cõi trời. Vì cái tâm của họ khi cúng dường, khi bố thí quá tốt, quá tốt, thành kính mà làm. Thì chúng ta kể từ ngày hôm nay, trên thì biết cúng dường chư Phật, chư Tăng, và bên cạnh đó thì biết đem tình thương của mình để gói ghém vào những phần quà, những phẩm vật để gửi đến tặng cho quý bà con cô bác, những người khó khăn hơn mình, thì phải làm sao đó thành kính nhất mực. Giữa người cho á, sẽ nếu mà vì thương mà cho á, mình sẽ thấy mình không mất. Ví dụ hôm nay về chùa Minh Hiệp, thấy thầy trụ trì phát 100 phần quà cho bà con nghèo, mình có đem trong túi của mình 2 triệu, chúc mình hùng với thầy, mình đổi ra được 2 triệu, đổi được bao nhiêu tờ 50? Được bao nhiêu tờ 50 ạ? 40 tờ hả? Mình cứ cho, mình cho, mình cảm thấy mình mất 2 triệu hả? Không mất. Đôi khi cái 2 triệu đó mà mình cho bằng cả tấm lòng, bằng cả trái tim của mình, mình thương bà con cô bác quá mình cho, thì cái mình nhận lại nó lớn lao lắm, rất là lớn luôn. 2 triệu bỏ ra nhưng nhận lại cái phước lành rất lớn. Biết đâu cho 2 triệu chiều về nhà đi dấp té cái lượm được 20 triệu sao? Nhưng mà không, chúng ta có thể lượm 20 triệu nhưng đừng có dấp té. Dấp té đi băng bột cái tay cái chân thì nó nhiều hơn số đó ạ. Minh Thiền nói mãi một câu, có lẽ đại chúng nghe, đại chúng nghĩ rằng thuộc lòng rồi. Hãy thương người đi, người không thương ta, Phật sẽ thương ta. Hãy cho người đi, người không cho ta, Phật sẽ cho ta. Và khi Phật thương ta, Phật cho ta thì cho gấp trăm ngàn vạn lần người thương người cho. Thật đấy, rất thật. Nói xin lỗi với đại chúng, có những điều mình nói ra không phải để mình khoe, nhưng mình nói bằng cả chân thành để minh chứng cho đại chúng thấy. Đó là sáng nay mình có buổi giảng ở chùa Diệu Pháp ở thành phố Hồ Chí Minh đó. Khi giảng xong thì thầy phó trụ trì ở trên đó có bỏ bì thư cúng dường. Minh Thiện nói: dạ thưa thầy, thầy cho phần quà con xin nhận, những bì thư này con xin được cúng dường Tam Bảo để thầy lo Phật sự. Thầy tổ chức một khóa tu mà cả ngàn sinh viên về như thế này thì tốn kém nhiều lắm, nên đây là chút lòng của con xin gửi cúng lại. Thầy trụ trì nói: thầy phó trụ trì chứ, thầy nói thầy đi giảng thầy cũng cần tiền để chi tiêu, tiền xăng, tiền này tiền kia. Con nói: dạ không, Phật cho con nhiều lắm, Phật cho con nhiều lắm. Nói như vậy cái thầy phó trụ trì ổng cười. Thế là thầy ổng tiễn mình ra xe, mình vừa đi lên xe trên đường đi về thôi thì có đệ tử điện nói là: sư phụ ơi, ở chùa có Phật tử ở thành phố xuống thăm sư phụ, không có gặp được sư phụ, có cúng dường gửi lại bì thư cho sư phụ là 5 triệu, bây giờ con giữ giùm. Thấy không? Có liền ngay tức khắc. Hãy cho đi, không mất đâu mà nhận lại sẽ rất nhiều. Thiệt đấy, hãy cho đi. Hãy thương người đi, hãy sống vì người đi. Cho nên mình nói
xem chừng như người ta nói ông thầy này ông chỉ biết đi suối thôi. Rồi những người mà nhẹ dạ cả tin đó cứ đem của đem cho hết rồi cái mai mốt đói. Nếu các vị đói vì việc từ thiện, nếu các vị đói vì việc cúng dường, về chùa Minh Hiệp ở, thầy trụ trì đây nuôi, khỏi lo cơm áo gạo tiền nữa. Đồng ý không? Cái chuyện mà Phật tử về chùa Minh Hiệp để ở là tôi đồng ý, còn thầy trụ trì đồng ý hay không các vị hỏi lại. Hỏi lại chứ. Mình thì mình đồng ý ngay, không phàn nàn về chuyện này đâu, nhưng phải hỏi lại thầy trụ trì. Thưa với đại chúng, để trở lại câu chuyện chúng ta nói với nhau đôi điều nữa rồi chúng ta xin kết thúc buổi nói chuyện. Ngay từ lúc đầu Minh Thiền nói, khi ta đói con cho ta ăn, khi ta khát con cho ta uống, khi ta lạnh con cho ta y phục. Cái chữ cho ta đây nghĩa là con đang cho Phật đấy, con đang cho Phật. Mặc dù phẩm vật đó, mặc dù thức ăn đó, mặc dù phần quà đó, con không phải là đem đến chùa để dâng cúng, con không phải là đem đến trước chánh điện, đến trước hình tượng Phật để con dâng cho Phật cái này, con dâng cho Phật cái kia. Phần quà đó con mang con lặn lội từ ở vùng đất Xuân Lộc này, có thể đi hàng trăm cây số về những miền xa xôi, hoặc là từ vùng đất Xuân Lộc này con đi về những nơi nghèo nàn trong cái huyện này để cho bà con, để đến thăm bà con, để gửi tặng bà con chút quà. Dù bà con ấy là những người có tôn giáo hay không tôn giáo, là những người có niềm tin với Phật hay không có niềm tin với Phật, khi con cho họ bằng cả tấm lòng thì con đang cho Phật rồi, con đang cho Phật rồi. Vì vậy nói điều này để chúng ta mở rộng tình thương của mình hơn nữa. Hãy nghĩ đến những hoàn cảnh khó khăn, vì trong cuộc sống quá khứ đi qua ta đã bao lần chạm đến khó khăn, quá khứ đi qua bao lần ta lận đận, và những lúc khó khăn, những lúc lận đận đó ta mơ ước có một đôi bàn tay, ta mơ ước có một con người đến để giúp đỡ ta, để dìu ta đi, để đưa ta vượt qua những khó khăn, đưa ta vượt qua những lận đận đó. Khi ta thiếu thốn cái gì đó, ta mơ ước có người nào đó đến để giúp ta, cho ta mượn hoặc là cho ta để ta thoát khỏi cái khó khăn này. Ta mơ ước điều đó, và điều đó là ước mơ của rất nhiều và rất nhiều những hoàn cảnh khó khăn thua thiệt chúng ta về sáu căn này. Họ rất cần tình thương của chúng ta, và đôi khi cái cách cho nó quan trọng, phẩm vật cho nó cũng nhiều ít, nhiều thì tốt. Cái phẩm vật cho nhiều thì tốt, nhưng cái cách cho, cái thể hiện ở thái độ cho nó quan trọng. Có lần Minh Thiền dẫn những người Phật tử của mình đi cho từ thiện, thì trong đó có mấy cháu trẻ mà. Khi mà bà con cô bác đứng xếp hàng để theo thứ tự rồi cho đó, có những vị người ta đứng không ai hàng á, có những cháu nó có hành động, nói ông cụ ơi, ông cụ đứng sát vô cho ngay. Và ông cụ bước lên, nó nói thì cũng là cách nói, nhưng mà cái giọng nói, cách phát âm của nó, mình đến mình nói con à, con phải biết ơn những ông cụ, những bà cụ này, vì sự có mặt của các cụ ở đây cho chúng ta một cơ hội để thương yêu, cho chúng ta một lần để làm phước. Họ là ân nhân của ta chứ không phải ta là ân nhân của họ. Họ là người đang ban tặng phước lành cho ta chứ không phải ta là người đến đây để cho, họ là người nhận. Con phải thấy họ là ân nhân của mình, họ là người để cho mình cơ hội có phước, cảm ơn họ chứ không phải là con thấy con là người cho, họ là người nhận, chứ không phải con thấy con là người ban phước, người kia là người chịu ơn, mà phải thấy ngược lại, họ là người đang ban phước lành cho mình, phải cảm ơn họ khi con tặng quà, chứ không phải là họ cảm ơn con. Vì thế, không thể nào chấp nhận được cái việc mình có thể hằng học, không thể nào chấp nhận được cái việc mình lớn tiếng với những người ân của mình.
mà phải lúc nào cũng biết cung kính, cũng biết khiêm nhường và cũng biết quý trọng, thưa đại chúng. Nói thì nói thế nhưng quan trọng là có làm được không? Dạ thưa Thầy, thì nghe Thầy nói ngẫm nghĩ cũng chí phải, thấy Thầy nói cũng tạm tạm. Trưa nắng đúng ra là buồn ngủ, nhưng mà nghe Thầy nói cái cũng tỉnh ngủ. Còn vấn đề làm được hay không thì từ từ đó. Làm được hay không thì còn lâu mới trả lời. Từ lắm, còn lâu mới trả lời, đúng không? Minh Thiền hay nói thế này: cũng là bấy nhiêu ấy tiền của, cũng là bấy nhiêu ấy phẩm vật, nhưng cách cho sẽ giúp cho người kia vui, rồi mình cũng vui và thêm phước lành. Lại có cách cho giúp cho người nhận không hoan hỷ, rồi giúp làm cho mình cũng chẳng thêm phước lành. Thấy rồi, mình tiếp xúc rồi, có một số vị cũng đem cho, nhưng mà cho nạt nộ dữ lắm. Người nhận người ta đã khó khăn, người ta khổ rồi, mà cách cho của mình, thái độ cho của mình chẳng có đẹp. Rồi đôi khi họ nhận quà vì quá khổ phải nhận, mà nhận thêm cái nỗi buồn. Lắm lúc thấy mình bị xúc phạm, đó là điều mà Phật tử cần lưu tâm. Phải lưu tâm chuyện này thôi, phải lưu tâm. Rồi trở lại vấn đề để nói với nhau: người học Phật là người đem cho người khác, cho người khác niềm vui. Nghĩa là bản thân này phải có niềm vui mới có thể đem cho người niềm vui, đúng không ạ? Cái gì mình có mình mới có thể đem cho họ được. Vậy thì trước khi đem cho người ở bên ngoài niềm vui, thì ta coi lại ta đã cho được những người sống chung với mình trong gia đình niềm vui chưa. Cái này nó quan trọng lắm ạ. Quan trọng lắm. Có một số Phật tử, mà nhất là các ông chồng đấy, hay phàn nàn: con thấy vợ con hình như càng ngày nó càng tu sai pháp hay sao đó Thầy. Thấy sao nó xuyên chuyện chùa lắm. Ở chùa nào công quả, ở đâu nó cũng... Nói xin lỗi mấy ông nói thế này, ở đâu nó cũng sách đích nó đi hết á, mà chuyện nhà nó không làm. Chuyện nhà nó không làm, chuyện nhà nó bỏ đó, con làm không làm thôi, mấy đứa nhỏ làm không làm thôi, nó chẳng làm. Mấy bà, mấy chị coi lại đó. Mình lo chuyện trong nhà đâu đó tươm tất, đâu đó gọn gàng, rồi mới tính tới chuyện ở bên ngoài. Đến chùa công quả là điều tốt, nhưng phải việc nhà phải xong. Nghĩa là khi ta muốn đem tặng niềm vui cho người hữu duyên với ta trong cuộc sống này, thì phải tặng được niềm vui cho những người sống cùng chung với ta. Đó là bố mẹ, đó là vợ, là chồng, là con, là cháu, là anh chị em của chúng ta. Bà nội đi chùa, bà nội có tình thương, bà nội biết giúp đỡ những người nghèo khó, bà nội học Phật cho nên bà nội từ bi lắm. Mà từ bi với ai không à? Còn mấy đứa cháu thì bà nội chửi tối mặt, chửi sấp mặt. Coi chừng nghe bà nội. Nên thiệt đấy, đôi khi mình học Phật xong cái mình thôn thảo với người ở bên ngoài, đó là điều tốt, khẳng định đó là điều tốt. Nhưng mình lại thờ ơ với những đứa cháu, thờ ơ với những đứa con. Và đây là cái bệnh mà các cụ hay dính. Có những đứa cháu nó nói: nội con tu lộn pháp vì tẩu quả nhập ma rồi Thầy ơi. Hỏi sao mà tẩu quả nhập ma? Trời ơi, tu gì không biết, nhưng mà ở nhà đó cái tới bình thường thì thôi không nói, nhưng mà tới lúc bà nội mà tụng kinh hay niệm Phật là bắt đầu bà gằn cho cái giọng: giờ là tao lên tao lại Phật niệm Phật á, lũ quỷ tụi bay phải im lặng à, đứa nào mà ồn ào là coi chừng tao á, tổ quá nhập ma thiệt ấy chứ.
Mình tu một chốc cái mình thấy con cháu của mình nó không phải là người nữa, mình thấy nó là lũ quỷ luôn mà. Sai, sai pháp. Tu làm sao mà mỗi ngày đi qua mình phải dễ thương hơn. Và cái dễ thương này không phải tự mình nhìn nhận. Tự mình nhìn nhận là một vấn đề, nhưng phải để những người sống chung với mình họ nhìn nhận. Đúng, bà nội mình bả đi chùa, bả tu cái càng ngày bả càng đẹp ha. Càng ngày bả càng dễ thương. Hồi đó bả khó chịu gần chết, gần bả không dám gần. Cứ gần bả là bả hay rầy, hay rà, hay chửi. Còn bây giờ cái gần bả, bả nói mấy câu đạo lý, bả kể chuyện Phật Pháp cho mình nghe. Rồi lắm lúc mình có cái điều gì đó không phải thì bả ân cần, bả nhắc nhở. Mình phải dễ thương như thế. Đúng là thiệt. Vợ tôi hồi đó nó chưa tu, khó lắm. Nó chưa tu, nó cứ đụng tới là nó chửi, đụng tới là nó giằng dao, nó chém thớt, đụng cái là nó đập chén, đập tô. Từ ngày nó đi chùa tới giờ thấy nó hiền ghê, tôi ngủ cũng ngon nữa. Đâu có còn bị giằng dao, giằng thớt đâu sợ. Tu là phải để cho những người nhà của mình mỗi ngày đi qua họ thấy mình dễ thương hơn. Mỗi ngày đi qua họ gần mình họ có niềm vui hơn. Mỗi ngày đi qua họ gần mình họ cảm thấy mình là một quà tặng rất tuyệt vời. Mà nhờ có Phật cho nên mình mới đẹp hơn, mình mới tốt hơn. Tu như vậy là đúng, đúng chưa? Như vậy thì hồi nãy giờ mình nói với nhau từ việc ngoài xã hội là mình phải giúp đỡ được những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn hơn mình bằng tình thương. Và cách giúp đỡ đó phải có tình thương, phải có sự tôn trọng. Đời cần lắm tình thương, đời cần lắm tình thương. Vì chính tình thương so dịu những nỗi đau, vì chính tình thương giúp cho con người gần nhau hơn. Và cũng vì chính tình thương mà giúp chúng ta xóa bỏ tất cả mọi oán thù của ta và người trong nhiều kiếp tử sanh. Cho nên đối với người ngoài xã hội dành tình thương, ở ngoài xã hội giúp đỡ người được điều gì thì cố gắng giúp đỡ. Còn đi về trong nhà thì mỗi một ngày đi qua phải đem đạo đức, nhân cách của người học Phật để tỏ chiếu, để cho những người sống chung với mình họ được ảnh hưởng, họ được thơm lây bởi vì đức hạnh và sự tu tập của chính mình. Thưa với đại chúng, tóm lại trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, chỉ nói với đại chúng những điều rất ngắn. Hãy cho người khác đói thức ăn, hãy cho người khác nước uống, hãy cho người lạnh y phục áo quần. Nghĩa là hãy cho những điều họ cần thiết, những cái cần thiết để bù đắp trong thế giới vật chất này, để giúp đỡ nhau, để làm cho phước đức của mình tăng trưởng, làm cho tình thương của mình lớn hơn. Sống như vậy là một đời đáng sống. Ngoài việc cho cơm áo gạo tiền, ngoài việc giúp của cải vật chất, còn phải giúp đỡ người ánh sáng trí tuệ. Nghĩa là hãy đem những lời Phật dạy, hãy đem giáo lý mà ta học được, hãy đem sự an lạc mà ta tu tập có được, hãy gửi đến tặng người, chỉ vẽ cho người, bày cho người, để người cũng được những sự an lạc như chúng ta. Và bố thí như thế thì bố thí cả tài thí lẫn pháp thí tròn đủ. Tài thí và pháp thí tròn đủ thì chúng ta đã dâng lên cúng dường Đức Phật và mười phương chư tăng một bữa ăn thật thịnh soạn. Thôi, còn để thầy trụ trì pháp hòa nói nữa, mai mốt ông nói ông thầy Minh Thiền hình như không được nói, hằng sao về nói gì nói dữ, nói lố giờ của người ta thì tội. Hát tặng được không? Ví dụ như mà nãy mình nói, tôi nói nữa thầy vỗ tay rất nhỏ nha, nhưng mà nói hát là bắt đầu vỗ tay lớn lắm. Bởi vậy đôi khi không phải đi để nghe tu sĩ thuyết pháp, mà đi để nghe tu sĩ làm ca sĩ. Thưa với đại chúng thế này, mình chưa bao giờ học được một bài hát nào cho nó trọn vẹn. Nghe người ta hát thì hát lớm lớm, và
Minh Thiền được đánh giá là một người miền Tây mà hát giọng cổ giỏi nhất, giỏi nhất trong những người miền Tây biết hát giọng cổ. Thì thôi bữa nay cũng không ngại vì cái vở đó mà hát tặng đại chúng một bài về lòng mẹ. Mình nghĩ là tháng 7 hát lòng mẹ được không? Cõi thiên trúc miền Tây phương là cành, chùa lối âm vang vọng mấy hồi chuông. Một nhà sư trong lớp áo nâu sòng, đang kính cần quỳ bên chân Phật tổ. Kính lại Đức Như Lai, đệ tử là mục kiền liên, xin cúi đầu đảnh lễ. Sao tự nhiên tôi quên thiệt ta, cái này là bị Covid. Thôi hát đoạn khác để bù vào. Chưa bao giờ quê như bây giờ. Công mẹ sanh con sanh bằng năm biển lớn, chỉ có càng khôn kia không bờ không bến mới sánh được với tình mẹ thương con vốn không tận không cùng. Mẹ đã thương con từ lúc chưa lọt lòng, từ lúc con mới tượng hình trong bụng mẹ. Mẹ đã vui mừng khi con mái động lần đầu tiên, rồi những khi con đạp mẹ thêm đau, mẹ mừng thêm chút nữa. Chắc là con khỏe nên con đạp con chồi, lắm khi mẹ ngủ say rồi mà vẫn giật mình tỉnh giấc. Vọng cổ được viết ra từ Việt Nam nhưng mà thành nhạc Đức. Thuộc có nhiêu đó biểu hát nữa lấy đâu ra hát? Dạ mô Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay thật là vui khi con được về thăm Thầy Trụ Trì, thăm Chư Tôn Đức Tăng tại chùa Minh Hiệp, cũng như là được gặp gỡ thăm đại chúng và có đôi điều để chia sẻ với đại chúng trong cái tiết tháng 7 Vu Lan này. Với những điều mà con nói nãy giờ, đó là món quà để gửi tặng đại chúng trong cái lần gặp gỡ này, và chúc cho đại chúng thật nhiều sức khỏe, thật nhiều niềm vui. Đại chúng cùng với gia đình lúc nào cũng an lạc, lúc nào cũng được ánh quang của Phật soi, để chúng ta hiện hữu là mình có được hạnh phúc từ sự tu tập, và chúng ta có thể đem hạnh phúc, đem tình thương đó để giúp đỡ nhiều người khó khăn hơn chúng ta. Xin cảm ơn đại chúng đã ngồi lắng nghe. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức giảng sư, kính thưa toàn thể đạo tràng Phật tử. Đoạn vọng cổ vừa rồi của đại đức giảng sư đã khép lại thời pháp thoại của buổi chiều hôm nay. Toàn thể đạo tràng nam nữ Phật tử chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân đại đức. Đại đức đã dành chút thời gian quý báu bất từ bị quyền chánh tích quang lâm về tại đạo tràng Minh Hiệp chúng con để chia sẻ thời pháp thoại. Toàn thể đạo tràng chúng con thành kính một lòng hướng nguyện Tam Bảo luôn gia hộ cho đại đức giảng sư thân an tâm lạc, mãi là con thuyền thân lương đưa chúng sanh đến bờ thơm hương. Một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ niệm ân đại đức. Giờ này chúng con thành kính cung thỉnh đại đức khởi thân. Kính mời toàn thể đạo tràng Phật tử chúng ta đồng khởi thân hồi hướng thời pháp thoại. Nguyện đem công đức này hướng về
ca đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Lời Quán Thế